Thưa quý vị, là vùng đất vốn nổi tiếng với giống bưởi đặc sản Tôm Xanh, Đoan Hùng là huyện có diện tích bưởi khá lớn ở khu vực miền Bắc. Trong những năm gần đây thì vùng bưởi nơi đây đã bắt đầu phát triển những mô hình sản xuất hữu cơ trên những diện tích bưởi của bà con nông dân. Vâng, với lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu rất phù hợp cho cây bưởi có chất lượng cao, khi bà con nông dân của chúng ta áp dụng các cách thức canh tác hữu cơ, chất lượng bưởi đã tăng lên một cách rõ rệt. Những trái bưởi thơm ngon nức tiếng ở Đoan Hùng, Phú Thọ đã được bạn bè quốc tế biết đến. Những lô bưởi đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Nga trong một vài năm gần đây. Thu nhập của người trồng bưởi cũng vì thế tăng lên một cách rõ rệt. Điều đó càng khẳng định sản xuất sạch, an toàn sẽ mang lại hiệu quả bền vững cho người nông dân. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. Ngâm ủ bột cá, bón cho bưởi khi quả bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành. Đây là phương pháp của ông Vân đang thực hiện để giúp cho cây bưởi vừa khỏe, quả ngọt. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn của hợp tác xã làm bưởi hữu cơ, thì ngay từ cuối vụ khi thu hoạch xong, chúng tôi sẽ làm đất để tạo màu và sau đó thì bón phân hữu cơ để chuẩn bị cho mùa hoa quả mới. Để có thể sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ, những nông dân ở xã Vân Đồn đã cùng với các thành viên của hợp tác xã học tập kinh nghiệm của nhau để chăm sóc vườn bưởi theo đúng tiêu chuẩn được ngành nông nghiệp khuyến cáo, đặc biệt là nói không với thuốc hóa học. Từ khi hợp tác xã chúng tôi liên kết và sản xuất hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng hữu cơ thì nâng cao được các cái giá trị về quả bưởi rất là lớn và cũng tiết kiệm các cái chi phí đầu vào cho bà con. Không được sử dụng các loại phân hóa học và các loại thuốc hóa học trên đồng ruộng. Tức là chủ yếu tập trung vào phân bón hữu cơ, phân bón sạch, phân bón qua lá như là các cái nguồn phân từ có thể nói là từ đậu tương, thế rồi là cá mắm ủ và tưới vào để là cho cây bưởi phát triển cũng như là nâng cao cái trọng lượng, mẫu mã và chất lượng của bưởi. Không chỉ sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ, nhiều nông dân ở huyện Đoan Hùng đang trồng bưởi theo hướng an toàn mà bà con ở đây hay gọi là hướng GAP, tức là theo tiêu chuẩn Global GAP hoặc Việt GAP. Bởi theo các hộ dân, nếu hộ nào chưa có điều kiện để sản xuất hữu cơ, thì việc sản xuất theo hướng GAP cũng đã đáp ứng được các yêu cầu về an toàn cho sản phẩm. Chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu và test thử cái độ brick, tức là độ đường ở trong quả bưởi. Và thấy là đối với các vườn bưởi chăm sóc theo quy trình hữu cơ thì nó có cái độ brick nó cao hơn so với cái quy trình chăm sóc truyền thống. Tới nay, vùng bưởi Đoan Hùng đã dán tem truy xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận 3 mã số vùng trồng đủ điều kiện để xuất khẩu với diện tích trên 90 ha. Hình thành được 24 vùng trồng bưởi đặc sản tập trung tại 18 xã vùng thượng huyện và một số xã vùng hạ huyện, với tổng số 3 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 62 tổ hợp tác và 17 trang trại trồng bưởi. Sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ đạt các tiêu chuẩn khắt khe. Vụ bưởi năm 2021, bưởi hữu cơ xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã xuất khẩu được 40 tấn sang thị trường Nga. Giá bán đã cao hơn 40% so với giá bán tại thị trường nội địa. Người trồng bưởi nơi đây thu về từ 400 đến 500 triệu đồng trên 1 hectare một năm.